45kg cho em nha. Size từ 48 tới 65kg, 48 tới 65kg. Đã 3 màu nha mấy chị. Có 3 màu nhau dòm dơ màu lên nè. Màu em mặc là đỏ. Đỏ. Xanh rêu. Xanh rêu và màu đen nha. Đỏ xanh rêu và đen. Đỏ màu xanh rêu và màu đen, em sẽ có 3 màu. Em sẽ có chính thức là sẽ có 3 màu nha mấy chị. Đấy mấy chị nhìn đi, ý là 1m6 nha mấy chị. Mặt qua che gối nha. Cái sườn xám này là mặt che gối, chị nào cao lên có thể hở gối một chút xíu rất là xa. Vì sao là mình cái này em không may quá dài. Cái này may quá dài nó sẽ bị già. Nó sẽ bị già và mình sẽ mặc, mình sẽ bị đứng tuổi hơn rất là nhiều. Ví dụ như mấy chị mà 50 tuổi mặc cái này vô, nếu như cái dài qua gối là tự nhiên mình thấy mình lên 60 tuổi liền. Đúng không chị? Cho nên là phải mặc cỡ như thế này để làm chi? Để mà kiểu như mình 55 tuổi mặc vô trẻ còn năm còn 50, được chưa? Chứ còn là không có thể nào mà mình mặc cái mẫu, một cái mẫu mà 50 tuổi mình mặc lên nó thành 55 tuổi là không ai chơi. Được chưa mấy chị? Thì cái sườn sáng này rất là xa và nó toàn bộ này là hàng thiêu, mấy chị nhìn đi. Của em là thiêu hết nha. Hàng của em là hàng thiêu, đây cho mấy chị coi cái sự thiêu của nó đây. Đó. Thiêu thẳng lên trên vải luôn, thiêu thẳng lên trên vải nhìn đi. Thiêu thẳng lên trên vải nha. Đây. Đó, thiêu thẳng lên trên mạ vải luôn. Bây giờ em nói mấy chị nè, đề nghị mấy chị comment cho em mã này là tên là mã Tri Ân. Vì sao? Một cái sườn xám này bình thường nếu mà hàng bông kết thôi, bông kết thôi là kỳ xưa đợt trước mấy chị phải mua cái đầm này với giá tầm 480-490 một cái. 480-490 đợt nào mà nó có rẻ xuống một chút xíu thì còn 450. Đúng chưa mấy chị? Mà hôm nay em bán cái bọn này em sale 50% luôn, cho nên đề nghị mấy chị comment cho em mã là Tri Ân, là Tri Ân em Tri Ân mấy chị. Em Tri Ân cho mấy chị cho nên là giá sẽ được sale 50%, còn có 245.000 thôi. Thiếu hứa như vậy luôn, cái áo sườn, cái sườn xám này chỉ còn 245.000, cho nên là mấy chị nào thích cái mẫu này nhanh tay comment cho em mã Tri Ân cộng với lại màu sắc, số điện thoại. Comment cho em là mã Tri Ân cộng màu sắc cộng số điện thoại. Chốt cái này, chị nào mua cho mẹ, mua cho mẹ mặc đi chơi, đi đám cưới rất là sang. Hứa luôn mấy chị không? Thấy không? Đừng có sợ sát nách. Cái chị coi cái cổ của nó kìa. Cái cổ rất là sang. Cái mẫu này nếu như mà mặc mà có tay thì nó sẽ không còn sang nữa. Nó sẽ bị quê. Cho nên là chị nào thích mẫu này mà cảm thấy mình bắt tay to, mình mặc áo khoác, mình mặc cái vest vô. Còn cảm thấy không? Mặc như vậy cho em. Không có việc gì phải mặc áo khoác, em cảm thấy thật ra không có phải mặc áo khoác vest cái gì hết trơn. Rồi chị Thị Thu Nga Nguyễn màu đen, xảy lời chị Thị Thu Nga Nguyễn này. 45kg mặc vừa không ý chị Lệ Hiền. 45kg cái này chị mặc sẽ hơi rộng một chút xíu thì chị phải bóp lại một chút xíu. Ok thì chốt cho em nha. Ok là chốt cho em bây giờ mấy chị. Em không nói lại lần nữa, bây giờ em chốt hàng cho mấy chị luôn nha. Đây nha. Rồi. Em chốt hàng nha mấy chị ơi. Chị nào là lấy mẫu này comment cho em là mã Tri Ân cộng với màu sắc cộng số điện thoại là lên đơn nha. Size từ 48 cho tới 65kg. 48 tới 65kg nha, quà tặng 20 tháng 10, đúng rồi là cô Tuyết ơi. Quà tặng 20 tháng 10. Comment lẹ còn có mấy ngày nữa thôi, comment nhanh cái này mặc đi chơi, đi đám cưới, đi tiệc, đi đi dự sự kiện, đi dự event hoặc là đi sinh nhật, ngày sinh nhật, nhân sinh nhật của mình. Chị nào có sinh nhật ngày trong tháng 10 hay là tháng 11 này, nhân sinh nhật của mình mặc cái đầm này đạt dự đám, dự cái sinh nhật của mình đẹp nhất luôn. Đẹp nhất luôn, em hứa luôn với mấy chị như vậy ha. Đó. Mấy chị nhìn đây, ý nó mặc rất là đẹp luôn đó. Ý em là ngõ trung niên mà mấy chị. Chốt cho chị mã Tri Ân màu đỏ 56kg, chị Kim Dung đổ L cho chị. Màu đỏ L chị Kim Dung đổ nè, chị Anh Nguyễn Thị cho số rồi ok lấy cho chị Như Thùy màu đỏ size L luôn. Chị Như Thùy màu đỏ size L, chị nào lấy mẫu này comment cho em là mã Tri Ân cộng màu sắc cộng cái số điện thoại là em chốt đơn cho mấy chị nha. Gửi luôn cho anh, gửi luôn khỏi gọi chị đi Trang ơi. Vậy là gửi luôn khỏi gọi nha. Ok, chị Di Giang một đầm đỏ ok nè, chị Giang một đầm đỏ size L nè. Chị Nguyễn Ánh là ít thịt chị size màu xanh đúng không? Đầm này có tay đò, hồi cô mua đó nguyên tới 780 đúng rồi. Chính xác là đầm này hồi có tay là 780, 780 là cái màu có tay là khác cô Tuyết. Còn mẫu này là mẫu cái cổ dựng này là con chỉ may mẫu sắc đánh này thôi, không có may có tay. Chị Vũ Trần màu xanh riêu, siêu âm màu xanh riêu này. Ok, chị Vũ Trần L luôn. Chị Vũ Trần xanh riêu L. Chị Minh Ánh Nguyễn, chị màu gì chị Minh Ánh Nguyễn ơi? Chị Minh Ánh Nguyễn màu gì comment cho em, chị nào lấy. Em nói nè mấy chị, hiện tại em đang live trên mấy cái máy lận cho nên là em sẽ không đọc hết comment của mấy chị. Cho nên chị nào mà không nghe em đọc comment cứ comment cho em. Cứ comment cho em mã Tri Ân cộng số điện thoại cộng màu sắc là sẽ có đơn cho mấy chị. Là sẽ có đơn, mấy chị khỏi phải suy nghĩ gì hết trơn nha, khỏi phải suy nghĩ. Ví dụ em có không đọc tên cũng không có sao. Nhân viên sẽ chốt hàng cho mấy chị khỏi lo. 245.000 thôi, chỉ có 245.000, thiệt sự luôn, quá sức là rẻ luôn. Không có còn cái nào có thể rẻ hơn được. Chị Khuyên Kim Tri Ân màu đỏ, ít lời chị luôn. Khuyên Kim màu đỏ chưa? Chị Châu Minh nè, Tri Ân màu đỏ luôn. Ok, chị Châu Minh L. Cô Tuyết Tri Ân màu đen L. Cốt lẹ, comment lẹ. Hiện tại em đang like trên nhiều máy cho nên chị nào cứ comment, em không đọc tên thì cũng không sao hết. Miễn có số điện thoại là sẽ có đơn. Ok.
Còn không có số điện thoại là em không có đơn nha, không có số điện thoại là em không lên đơn được nha mấy chị ơi. Không có số điện thoại không lên đơn, chị Thủy Nguyễn. Chị ăn màu đỏ 64kg XL cho chị. Chị khuyên kim tới cô tới chị Châu Minh. Màu đỏ L, cô Tuyết màu đen L. Chị Thủy Nguyễn màu đỏ XL. Ba màu nha mấy chị, cái mẫu này là có ba màu, màu đỏ, màu xanh rêu và màu đen nha. Chị nào chốt thì mình comment là mã Tri Ân kèm màu sắc và số điện thoại. Chị Hiếu Lê Tri Ân xanh rêu ok nè, chị Hiếu Lê XL luôn. XL hay L ta? 5m56 56kg đúng không? L, chị Hiếu Lê Tri Ân L. Mấy chị chốt cho em nè, comment mã số điện thoại, màu sắc giùm cho em. Nếu được thì comment luôn chiều cao con nặng để em chốt hàng cho chị cho nhanh. Comment luôn chiều cao con nặng em chốt hàng cho nhanh nha. 245.000 thôi, 245.000 mã Tri Ân cho em. Bình thường cái đầm này mấy chị phải mua giá từ 450.000, không bao giờ có giá rẻ hơn. Như cô Tuyết ở trên cổ nói rồi đó, cổ kêu là hồi trước cổ mua cái gì có tay một chút xíu thôi là 780.000. Vì nhung nó không bao giờ có giá rẻ, em nói thiệt với mấy chị, nhung không bao giờ có giá rẻ. Nhung nó không có giống những cái hàng khác, nó không bao giờ có giá rẻ. Nó phải giá như vậy, chứ còn giá rẻ hơn nữa là sẽ ra cái hàng rất là xấu, cái vải nó sẽ rất là ghê. Còn mấy chị nào mua hàng nhung bên em rồi là biết vải nhung bên em là hàng cao cấp, rất là sang, rất là đẹp luôn. Chị Nguyễn Thị Ánh Thi nè, Tri Ân đen 58kg, eo 80 là cho chị size XL đi. Đây là sẽ có 3 màu, chị nào có thể gọi điện thoại ngay cho em cũng được nha. Vẫn có thể gọi điện thoại đó, chị Trang đang chốt 53kg màu đỏ L, chị gì? Chị Diễm. Chị Diễm. Đó, mấy chị chốt hàng nhanh tay, comment cho em số điện thoại, màu sắc. Tại vì số lượng hàng của em không có nhiều như mấy chị, tổng cộng em chỉ may được 200 bộ thôi. Cho nên là mấy chị nhanh tay chốt trên cái cơ hội không có nhiều đâu. Không có nhiều, chị nào thích lấy luôn hai màu. Cái này em hứa luôn mấy chị, mặc mấy chị đi tiệc khỏi cái chê chỗ nào hết trơn. Không có đường chê luôn, vô là coi như sang nhất cái tiệc. Hứa luôn. Còn chị nào mà cảm thấy ờ mình ngại quá, mình bắt tay to rồi này kia, mặc áo khoác vô cho em. Khoác một cái áo khoác vest, khoác một cái vest vô cũng rất là đẹp, rất là sang. Không có còn phải suy nghĩ gì nhiều, ok nha. Ok nha mấy chị nha. Rồi, chị nào lấy nữa thì comment cho em. Bây giờ em sẽ chốt đơn nha, em chốt đơn rồi. Là những cái chị nào mà có số điện thoại, có mã số, comment cho em nè. Số điện thoại, màu sắc với lại là mã Tri Ân nha, là sẽ có đơn. Là sẽ cô Thảo Vũ màu đen 1m53 50kg L cho cổ. Cái này nha, mấy chị mặc vạch cái quần gen vô, chị nào mà bụng bự chút xíu mặc cái quần gen vô xuất sắc luôn. Mặc cái quần gen vô xuất sắc. Chị mới vào đầm bao nhiêu? Đầm này em giá Tri Ân cho mấy chị còn có 245.000. 245.000, bình thường mấy chị mua cái đầm này không bao giờ dưới 450, em nói thiệt. Không bao giờ dưới 450. Đợt trước em có một cái mã đầm đây mà hàng thiêu bông, hàng kết tay thôi nha. Hàng kết bông lên áo chứ không phải hàng thiêu gì đâu. Thiêu như vậy là còn mắc hơn nữa. Kết bông lên trên áo mà giá nó ra 450.000. 450.000 không có nói gian. 450.000 mấy chị rất đợt đó, mấy chị mua mấy chị dành không có. Mấy chị dành cái đầm đó không có, mà đợt này là coi như là xuất hiện mà em bán giá 245.000, mấy chị cũng xỉu chưa? Mấy chị phải nên xỉu thiệt sự luôn á, cầm nhận cái đầm mấy chị xỉu luôn. Nhận cái đầm xỉu luôn nha. Chị Thanh Nguyễn Tri Ân màu đỏ, rồi cho chị size 2XL cho chị luôn, chị Tri Nguyễn. Chị em đỏ cho chị size lớn 63kg ok, cái này 245.000 cho chị Tri Nguyễn nè. Màu đỏ nha chị. Ok nè, chị Minh Trần màu đỏ size L nè. Chị cô Thuận, chị Thuận Nguyễn chốt đỏ Tri Ân, chị Thuận Nguyễn cao như nạn nhiên quên ta. Tri Nguyễn size bao nhiêu? Tri Nguyễn XL. Thanh Nguyễn XL, chị Minh Trần L. Đỏ. Màu đỏ hết. Ba người đều đỏ hết luôn. XL luôn, chị Hoàng Nguyễn XL luôn. Có size lớn, cái này có size tới 65kg nha. Chị Hoa Nguyễn Thị Tri Ân màu đỏ L cho chị Hoa Nguyễn Thị. Comment số điện thoại đi, hiện tại không thấy số điện thoại nha. Không có số không chốt hàng được nha mấy chị ơi. Không có số không có chốt hàng được. Không có số không có chốt hàng được. Chị Hoa Nguyễn Thị màu đỏ luôn. Đó mấy chị nào lại chốt là comment chốt hàng chị. Chốt lẹ ý tiền nó quay qua. Có hết đóng hàng của em luôn rồi nha mấy chị. Gần hết hàng luôn. Cái này là eo lớn nhất là eo 88 nha chị Chi ơi. Chị Thùng Nguyễn mới 53-60kg chính xác rồi, ok chị Hoa Nguyễn Thị đã cho số, cảm ơn chị yêu. Đó, đầm nhung này đẹp lắm, đợt trước mua cái đầm kia, mua cái đầm trước kết hoa rất đẹp, đúng rồi đó mấy chị. Cái này là rất là đẹp luôn, đầm này là đợt trước mấy chị nào mà mua cái đầm kết hoa rồi là biết, cái này nó còn đẹp hơn cái đầm đó. Cái này còn đẹp hơn cái đầm kết hoa đợt đó, tại vì sao? Cái này là hàng theo luôn, xuất sắc luôn. Chị Thương Ca eo 88 cho em sợ ngực mà hạt mông to thì cái này sợ vô không có vừa, cho nên em không có dám chốt của chị Thương Ca. Cô có mua nguyên gần 10 cái nhung toàn từ 400.000 trở lên không? Chính xác luôn đúng không cô Tuyết? Thực sự là như vậy luôn á. Thực sự là hàng nhung hồi ngày xưa là giá tầm hơn 400.000 thật sự. Cái đầm này là đúng nghĩa là mã Tri Ân luôn. Đúng nghĩa là mã Tri Ân, cho nên là mấy chị tranh thủ chốt đi, chứ còn không là không có hàng đâu, không có luôn. Nha chị Thuận Nguyễn cho số lấy lớn nhất cho chị, ok chị Chi Nguyễn lấy lớn nhất chị 2XL cho chị Chi Nguyễn luôn. Cái này yên tâm là L và XL, nhưng mà tại vì nó là nhung nó có độ co giãn mấy chị. Nó có độ co giãn, đây cho mấy chị coi cái thử.
Rồi cái đồ lớp 1 con dễ sợ lắm rồi ạ. Đây. Coi nè. Thấy chưa? Nhung nè, co giãn ghê chưa? Rất là co giãn, vải này mấy chị khỏi phải chê. Này còn theo nè, chị coi theo sắc nét rồi. Không có gì phải suy nghĩ hết trơn. Hàng cao gian đổi là ok. Đã tôi hay đã đô dạ đã đô mấy chị. Đã đô bên em bán những cái hàng này em luôn luôn may đã đô, em không may đã tư nha mấy chị. Đã tư thì nó hơi sáng quá thì nó hơi chói so mấy chị khó mặc. Cho nên là em không có bay may đã tư nha. Chị có đã đô không? Chị ơi. Rồi chị ăn đổi cho em xin số đó mấy chị chốt lẹ. Số lượng không có nhiều nha. Thật sự vải cái này là em nói là không có còn gì để mà chê nữa hết. Cứ comment cho em màu cái gì ta? Mã tri ân cộng màu sắc cộng số điện thoại là có đơn. Mã tri ân cộng màu sắc cộng số điện thoại là có đơn. Đó, ý như hot girl đó chị thấy không? Đó, quá đẹp luôn, xuất sắc luôn, mang đôi giày. Giày nào cũng được hết trơn á chị. Mặc mang đôi giày nào cũng được hết trơn. Đó, ý là mang đôi giày màu da, cái vô thấy không thấy cái chân luôn. Không thấy cái chân luôn, thấy nó màu da. Không có cái chân luôn. Đó, chị nào lấy nữa comment cho em nha. Rồi đây nè, ai chốt cho mấy chị nè. Chị Lam Lan lấy màu đỏ nha. Ok, XL chị Lam Lan. Chị Lam Lan màu đỏ chưa? Mới vào 65kg 245 thôi, quá rẻ luôn ha. Một rồi 65kg màu đen. Rồi ok, XL. Chị Hiền. Chị Hiền ok. Chị Hiền màu đen hết chưa? Hôm Tết chị mua áo dài nhung của Nguyên mặc thoải mái và đẹp lắm. Em chỉ muốn mua áo dài mà không còn. Dạ đúng rồi đó, bởi vậy cho nên tranh thủ đi mấy cái nhung này. Em biết khi may lại, tại vì thật sự may mỗi lần cực. Mấy cực lắm mấy chị ơi, chứ nó không có được như mấy cái hàng kia đâu mấy chị ơi. Rồi bây giờ em chốt tiếp nha mấy chị ơi. Chốt hàng tiếp nha. Rồi, tại màu đen XL cho chị luôn. Rồi ok nè. Đây chị Ngân Hoàng nè, màu đen nè. Rồi chị Lệ Phạm 60kg. Dạ đúng rồi, em biết chị 60kg nè. Rồi ok nè, Thảo Trang đen xanh nè. Ok nè, mỗi chị lấy hai cái cho em đi. Thảo Trang đen xanh. Rồi hai cái em miễn ship luôn. Cái này chốt đi hai cái em miễn ship luôn. Quên nãy giờ quên nói cái vụ đó. Hai cái em miễn ship luôn. Chốt đi hai cái em miễn ship nha. Màu đỏ, màu đen và màu xanh 245.000 một cái, hai cái miễn ship. Rồi ok nè, bé Trang xanh đỏ nè. Ok. Đó đi hả? Bé Trang xanh đỏ nè. Em ghi luôn đây nha Tuyền ơi. Rồi. Đây, Minh Phạm đỏ nè. Hai cái miễn ship nha. Comment mã đi ân kèm theo màu sắc số điện thoại sẽ có đơn nha mấy chị ơi. Đúng rồi. Ba màu đỏ, xanh, đen, size 50 tới 65kg là mình có size nha mấy chị ơi. 50-65kg nha. Rồi Hương Phạm màu xanh nè. Ngọc Hân xanh đỏ nè, ok nè. Đó mấy chị chốt lẹ đi chứ không có hàng nha. Hai cái miễn ship. Cô đang lưỡng lự và xanh đỏ đúng không? Rồi ok, cô Tâm Bùi lưỡng lự thì hãy nhanh tay suy nghĩ gấp. Lấy luôn hai màu, đừng lưỡng lự nữa, lưỡng lự lấy luôn hai màu đi. Tại vì màu nào cũng đẹp, xong bắt đầu bữa sau mình muốn, mình thích nữa, mình muốn mua hai cái, hết hàng. Rồi hỏi Quyên ơi còn không? Quyên cô nhận cái đầm đẹp quá, bây giờ cái còn màu xanh không hết. Hết xanh. Hay cô lấy màu đỏ rồi, còn một lụm màu xanh rồi, vậy còn đỏ không Quyên? Hết size, hết hàng đó. Nha, tranh thủ nha, không có nhiều đâu, số lượng em tổng cộng chỉ có 200 cái, em chỉ có 200 cái, nãy giờ mấy chị chốt quá trời luôn rồi đó. Chị Thuận Nguyễn, chị Đen, Tri Ân, chị Thuận Nguyễn lúc nãy hình như chốt rồi mà ta. Đó, chị Thuận Nguyễn rồi. Dạ chị Ân, chị có 200. Ok, em chốt chị Thuận Nguyễn rồi nha. Em chốt chị Thuận Nguyễn màu đỏ rồi, lấy thêm đen. Chị Thuận Nguyễn lấy thêm đen. Chị Thuận Nguyễn thêm đen hết chưa? Chị Thu Huỳnh, chị Thu Huỳnh thị quá ta. Xanh đỏ L nè, ok nè. Chị Thu Huỳnh thị phải không? Đó, chốt lẹ luôn. Chị Vũ Trần thêm đỏ ok, hai cái em miễn ship chốt lẹ luôn. Chị Lệ Phạm màu xanh luôn. Chị Lệ Phạm thêm xanh luôn. Chị Lệ Phạm thêm xanh hết rồi. Chị Thuận Nguyễn thêm đen nha em. Dạ rồi, em biết rồi, chị Thuận Nguyễn thêm đen. Thật sự là mấy chị tranh nhanh tay là chốt luôn chứ đừng có để suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều là nó muộn nha. Nó muộn nha mấy chị ơi, nó muộn rồi lúc đó không suy nghĩ lại được. Chị Thu Huỳnh xanh bao nhiêu? Chị Thu Huỳnh L. Cô Tâm Buồn xanh, cô Tâm Buồn L, hết rồi. Rồi ok. Đó, chị Minh Ánh Nguyễn là cho em xin số nè nha. Rồi em chốt tiếp này nha. Ok nè. Rồi. Giá chị Ân, chỉ có 245.000 một cái. 245 chị Phượng Nguyễn màu đỏ màu xanh nè nha. Hồng Nguyễn hồng, màu đen nè, xanh L nha. Thêm màu xanh nha, XL. Ai? Chị ăn đổ thêm xanh. Ok, thêm màu xanh cho chị XL cho chị ăn đổ. Đó mấy chị nãy chốt hai cái đi, miễn ship luôn. Chị Châu Minh chốt thêm đen L, chị Châu Minh luôn. Ok, thấy không? Quá xuất sắc, đẹp quá. Chị Phụ Bạc Liên màu đen màu đỏ. Ok, cao như nặng nhiêu? 1m50, 55kg. Ok, 1m50, 55kg L luôn. Chị Phụ Bạc Liêu rồi, ok, em tiếp tục em chốt nha. Bây giờ em sẽ tiếp tục em chốt nha. Em tốt tiệp nha, em chốt, em đặt tên mấy chị nha. Đây là màu xanh đây. Rồi, ok nè. Rất đẹp đây. Rồi, chị Hải Yến nè, màu đỏ nè. Hải Yến màu đỏ nha. Hải Yến màu đỏ, chị Quang Hương ý ghi nha, Tuyền ghi nha. Chị Hải Yến màu đỏ chưa? Rồi, chị Bảo Châu.
Bảo Châu màu đỏ màu xanh nè, Bảo Châu màu xanh nè, Trang Tròn màu đỏ màu xanh nè, Trang Tròn đỏ xanh nè, đúng rồi mấy chị ơi, chọn đỏ xanh đi mấy chị ơi. Chị Trang Tròn màu đỏ màu xanh nè, ba màu đi. Chị Nhã Khanh màu đỏ nè, ok nè. Chị Thúy Thúy Nga màu đỏ nè, ok nè. Thúy Thúy Nga màu đỏ nè, đó. Iris Love một cái màu đỏ nè, ok nè. Comment cho em mã tri ân nha, ghi lại cho em nha. Comment luôn cho em nha, nhớ cho em chiều cao cân nặng số điện thoại. Nhớ comment chiều cao cân nặng số điện thoại là mới chắc mới chốt được nha. Chưa học, chị thấy cái màu xanh này xuất sắc chưa? Màu xanh này quá sang, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Ý nó mặc coi như là lộng lẫy luôn rồi. Cái này là mấy chị mặc sẽ còn đẹp hơn nó. Vì sao nó sẽ hợp tuổi hơn nó. Nó mới có 20 tuổi rồi mấy chị. Nó mới có 20 tuổi thôi. Cho nên nó mặc cái đầm này nó sẽ so với nó sẽ hơi đứng. Cho nên là những chị nào từ 30 tuổi trở lên, đầm này là khỏi chê. 30 tuổi trở lên là cái đầm này mấy chị khỏi chê luôn. Mặc 35 tuổi cho tới 65 tuổi, 70 tuổi mặc vẫn đẹp luôn. Không kén tuổi. Dạ không, cũng hơi kén 30 tuổi trở lên. 30 tuổi trở lên cũng kén rồi, 35-30 tuổi đó. Cho nên chị nào thích là chốt liền. Còn những cái bạn nào nhỏ hơn mua cho mẹ. Bạn nào nhỏ hơn mua cho mẹ, tặng mẹ mình sinh nhật nè, 20 tháng 10 nè. Quà sinh nhật quà 20 tháng 10. Chị nào thích comment lẹ chốt lẹ luôn. 1m55kg màu xanh nha. Ok nè, chị Đường Nguyễn Thị. Chị màu xanh 63kg ok. Tên gì chị đấy? Chị Hiền. Thêm một chị Hiền nữa. Biết quà sinh nhật của chị Hiền nữa gì cả. Chị Đường Nguyễn Thị màu xanh 63kg. Ủa cái đó, ta tự tặng nó luôn hả? Chị Đường Nguyễn Thị nè, màu xanh 63kg. Chị Đường Nguyễn Thị cho số, mấy chị cho số nha. Hãy nhớ comment số điện thoại rồi. Tiếp tục nè, em chốt tiếp nè. Chị Kim Hồng nè, Kim Hồng màu đỏ màu xanh nè, ok nè. Kim Hồng đỏ xanh nè. Rồi, Vũ Hiền màu xanh nè. Vũ Hiền màu xanh nó chưa, bây giờ ý mặc màu xanh vô, có mấy chị chốt màu xanh quá trời luôn. Chốt nhanh chứ hết nha, hết xanh. Ý màu xanh, mấy chị chốt màu xanh quá trời nè. Màu xanh nè cho chị Vũ Hiền ghi nha. Ở chị Hiền, mới đặt tên vô mẹ rồi. Ok nè. Mình nhanh tay chứ không là hết size nha mấy chị. Diễm Sương màu xanh nữa nè, đó chốt đi. Diễm Sương màu xanh, xanh. Lẹ đi. Diễm Hoàng màu xanh cho mẹ. Ok luôn, đúng rồi. Chị gái màu xanh ok, thấy chưa? Ý mặc màu xanh vô, chốt màu xanh xuất sắc luôn. Màu xanh quá xuất sắc đi công. Xanh quá xuất sắc luôn, mặt trẻ nữa mấy chị ơi. Mặt nó không có bị, mặt cái này màu, cái màu xanh này mặt coi như là khỏi phải suy nghĩ. Không sợ già. Phụ nữ mình cái gì mấy chị? Chả sợ gì, chỉ sợ già. Em đó thì một cái chân lý lần phụ nữ mình chả sợ gì, bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng đương đầu được hết trơn á. Nhưng mà tuổi già đó mình đương đầu không kịp đó chị. Mình đương không kịp cho nên là mình không chịu nổi. Mình làm không lại mấy chị ơi, mình làm không lại, đúng không? Ok, xanh XL chị Thu Hình là chị xanh XL nè. Ok, cô Tuyết Đinh. L xanh đỏ cho cô Tuyết Đinh. Ba màu xanh đỏ đen nha mấy chị ơi, xanh đỏ đen ba màu nha. Kem mình chốt là mã Trion kèm theo màu sắc và số điện thoại là mình sẽ có đơn. Ok, chốt chị gái chưa? Chị gái chốt rồi đúng không? Rồi ok nè. Đỏ màu xanh và màu đen. Đỏ xanh đen. Đỏ xanh đen xuất sắc luôn. Chị Thu Duyên xanh đen nè. Chị Thu Duyên xanh và đen này, màu đen mấy chị không chốt là sai lầm nha. Màu đen không chốt. Ok rồi. Chị Tám Lê màu xanh màu đen luôn. Tám Lê xanh đen. Chị Kim Hòa màu đỏ nè, ok nè. Cho số điện thoại nha, comment màu sắc số điện thoại. Nhớ chị Thúy Ái Trần màu đỏ nè, ok nè. Lam cao đen đỏ, lam cao đen đỏ, lam cao XL. Chị lam cao XL, đen đỏ luôn. Rồi, chị Nhã Trúc. Nhã Trúc mình không chốt được đó. Đen đỏ, chị Nhã Trúc đen đỏ luôn. Ok nè. Nhã Trúc đen đỏ. Đen đỏ nè. Hiện tại là em đang like trên nhiều máy rồi, chị nào cứ comment đúng cú pháp là sẽ có đơn nha mấy chị. Tuyết Thanh Nguyễn màu xanh ok, Tuyết Thanh Nguyễn màu xanh. Thúy Trương màu xanh nè. Chị Trịnh Thoa màu xanh màu đen. Màu xanh màu đen Tuyền ơ. Xanh đen nha, ok nè. Thoa màu đen XL. Quá xuất sắc luôn á. Cái mặt nhiều ký bận dừa mét lành 48, em chốt size từ 48 cho tới 65kg á chị Trâm Nguyễn. 48 tới 65kg nha. Giá 245.000. Thực sự là giá này đúng nghĩa giá tri ân. Không chốt là uổng lắm luôn, cho nên hãy comment cho em mã tri ân. Xanh đỏ đen tri ân 65kg chị Trâm Nguyễn. Màu đen XL cho chị Trâm Nguyễn, cho số điện thoại nha. Chị Quốc Đặng đen 1m662kg luôn, XL luôn. Cho em số điện thoại. Mấy chị hãy comment số điện thoại nha. Đừng im lặng không nói một lời nào. Không comment số điện thoại là không biết điều nào chốt đơn nha. Hồng Quang màu đen màu xanh nè. Hồng Quang đen xanh nè. Nhung Hồ. Ồ chị Nhung Hồ đây khác ha. Nhung Hồ đây khác của chị Nhung Hồ bên YouTube nha. Chị Nhung Hồ màu đen nha. Có chị Thị Lan nè màu đen màu xanh nè. Thủy màu đen nè. Chị Quý Vũ màu đỏ nè. Chị Quý Vũ màu đỏ nè. Chị Nguyên Trần màu đỏ nè. Chị Hương Trương màu đen nè nha.
Chị Nguyễn biên màu đen nha. Rồi. Rồi màu đen nha. Đây, tiếp tục màu đen đi mấy chị ơi. Ấy mặc màu đen quá xuất sắc luôn, cái màu đen em hướng chị là xuất sắc. Xuất sắc mà phải nói là hết sức là xuất sắc luôn á. Màu đen mấy chị mặc cái vest đen vô. Trời ơi, cái này phải nói là đẹp quá đẹp luôn. Bây giờ giờ có cái áo mình có cái vest nào cho chị mặc thử thôi. Chị Tuấn Thanh màu đen trong bộ kia kìa. L luôn, chị Tuấn Thanh cho số điện thoại nha. Chị Tuấn Thanh hôm bữa có đồ mà không cho số nha. Chị Tuấn Thanh cho em xin số đi chị, tại vì em mua trước chị có đồ mà không cho số em không có chốt, em không giao hàng chị được luôn á. Rồi cái gì chút xíu nó mới đứa gọi chị liền nha chị. Cái thuốc lai gọi chị liền. Cái thuốc lai gọi chị liền, cái màu đen đẹp quá. Trời ơi, xuất sắc á. Màu đen này quá đẹp luôn ấy. Không có gì, không có đường chê luôn á. Màu đen dễ mặc nữa nè mấy chị ơi. Đó, màu đen dễ mặc, chị nào mà muốn che giấu sự thật là màu đen. Không kén da. Không kén da, không kén dáng, thích che giấu sự thật, thích che giấu cái bụng bự thì chơi màu đen vô là không có đường nào chê. Chốt tiếp đi mấy chị, chốt ba màu đi mấy chị ơi. Mã Tri Ân, mình nhắn Mã Tri Ân kèm theo màu sắc số điện thoại là có đơn nha. Đúng rồi, Mã Tri Ân kèm màu sắc số điện thoại là có đơn. 200 mấy chục ngàn. 245. Đúng rồi. Giá Tri Ân chỉ có 245 ngàn một cái. Hai cái trở lên là được miễn phí ship. Quá tuyệt vời. Có size từ 48-65kg nha mấy chị. Ok, màu đen này đó. Giờ chốt màu đen đó chị. Ý mặc màu đen. Trời luôn. Ok nè, chị Tú Nguyễn màu đen nè, ok nè. Chị Huỳnh Như màu đen ok nè. Chị Vương Thị Huệ màu đen nè, ok nè. Chị Thu Trương đen đỏ nè, ok nè. Đó, chốt luôn hai màu cho em đi. Đấy, mặc đủ ba màu rồi bây giờ. Chị Vân Lê đen đỏ nè, đó thấy chưa, hai màu, phải chốt hai màu nó mới được. Huỳnh Phan xanh đen nè, ok nè. Ai? Đang như Kim Thuê đen đỏ nè, ok nè. Thơm Đào đen đỏ nè, ok nè. Đấy, mặc màu nào là mấy chị. Trang Nguyễn xanh đen nè, thấy chua màu xanh nè. Nghĩa thì dung màu xanh nè. Chị Điển Đào màu đỏ. Màu đỏ nha mấy chị. Thì XL luôn, cho số điện thoại luôn. Đó mấy chị, nãy giờ em đặt liên tục á, mấy chị em đặt tên với chị xong đen. Em đặt tên với chị xong đó, mấy chị tra số điện thoại, đặt tên cái tra số điện thoại đó mấy chị. Chị nào mà em đặt tên mà em hỏi tra số điện thoại, tại vì mấy chị chưa tra số nha. Cho số điện thoại, nhớ là cho số điện thoại mới có đơn được nha mấy chị. Cho số điện thoại, mã số, màu sắc kèm số điện thoại nha. 245 ngàn, comment cho em mã Tri Ân. Tại vì sao? Vì cái này là em Tri Ân mấy chị mới có giá 245 ngàn. Còn không mấy chị mua cái này phải 450 ngàn trở lên, em hứa luôn 450 ngàn trở lên. Tại vì đầm nhung không có bao giờ có cái giá rẻ hơn. Mấy chị nhận đầm nhung em, mấy chị sẽ thấy cái nhung của em rất là đẹp, chứ không phải là nhung tào lao. Nhung em người ta gọi là cái hàng nhung đây là nhung tuyết, nó không có bị gãy cái đầu nhung nha mấy chị, chứ nó không phải là như những cái hàng tào lao khác, khỏi lo luôn. Cái này là hàng cao cấp, nhung này mềm nhẹ mà mặc rất là sang luôn. Cái nhung này rất là mắc tiền chứ không phải là nhung rẻ tiền, không phải là ba cái hàng rẻ tiền cho mấy chị, khỏi lo. Ok đó, ok luôn. Chị Thuận Nguyễn chị đen vậy ba màu luôn, chính xác luôn á chị Thuận Nguyễn. Thấy rồi, em mặc màu nào là mấy chị chốt màu đó. Thấy màu nào là mấy chị chốt màu đó thôi, chưa lấy luôn ba màu xuất sắc màu luôn. Nào là mấy chị sẽ chốt màu đó xuất sắc luôn. Đầm nhung bên Nguyên là xuất sắc luôn, đúng rồi, đầm nhung bên Nguyên xuất sắc luôn, không có cái dùng nào chê được hết trơn hết trọi á. Chị mua đầm nhung bên em 3 cái rồi, tới giờ này mặc mấy năm rồi vẫn còn đẹp, đúng rồi. Hồi xưa đó em bán đầm nhung 900 ngàn một cái. Em có những cái đầm nhung 900 ngàn 1 triệu một cái. Mà mấy chị tin không, em bán mấy trăm cái một lần vậy á, mấy chị thích ghê lắm. Vì hàng nhung nó rất là mắc, hàng nhung là từ luôn, những cái hàng này là hàng Tri Ân, cái mùa này là mùa Tri Ân rồi. Không có bán, không có bán mắc hơn được nữa. Cha xem hàng không em, dạ cha thử luôn chị Tuấn Thanh. Em bán hàng thử luôn, ghê không? Ghê gớm luôn, cha số luôn rồi. Bán hàng cha thử luôn chứ không phải là cha xem không nha. Hỏi là cha thử luôn. Vậy thì giao với đầm này luôn nha, ok vậy chờ 1-2 bữa nữa nha chị Thanh Hoa. Chờ 1-2 bữa nữa cái hàng giao luôn là luôn nha chị nha. Ba màu đen xanh đỏ. Rồi cái ba màu đen xanh đỏ đó mấy chị chốt luôn ba màu đen đi em nói thiệt. Nãy giờ em cứ mặc màu nào là mấy chị chốt màu đỏ đó. Đúng rồi, mặc màu nào chốt màu đó. Bởi vì cái mặt cái đầm này mặc rất là thấy cái eo chị thấy không? Nó rất là cái eo luôn. Mặc rất cái eo, nhìn vô rất là thon gọn, rất là sang chảnh thon gọn, khỏi phải suy nghĩ. Cái em cũng khá là Tri Ân. Cộng số điện thoại, cộng chiều cao cân nặng màu sắc, em chốt đơn. Cứ comment là em sẽ chốt đơn nha mấy chị. Các nhớ là có số điện thoại nha mấy chị ơi. Có số điện thoại màu đỏ nha, đỏ xanh L cho chị Thủy Tiên nè. Sao Mai đỏ xanh màu đỏ cho chị Sao Mai, đỏ xanh XL nè. Anh Phạm đen XL nè. Hà Thảo đen XL nè. Đặng Thu Hương đen xanh XL nè.
heo kem L này màu đỏ nè, chị Bùi Hương màu đỏ L nè, chốt luôn đây nha. Ok, chị gỏi cuốn màu đỏ nè, chị này chắc thích ăn gỏi cuốn này L luôn nè. Hòa Nguyễn xanh đen XL nè, chị Danh Thái xanh đen XL nè, Trần Nương xanh đen XL nè đó. Chị Đại Hải màu đỏ nè, chị Đại Hải màu đỏ nè, chị Ân kèm theo màu chị Trúc Ngọc màu đỏ nè, số điện thoại và chiều cao L luôn nha. Comment cho em số điện thoại luôn nha. Nguyễn Nhung màu đen nè, L nè. Chị Gân G, Tăng G màu đen XL nè. Chị Kim Cương màu đỏ nè, đỏ XL nè. Kim Cương đỏ XL nè. Thủy Trần cho chị đen xanh luôn, 1m5 54kg. À vậy là chị Thủy Trần đây là 54kg. Mấy gái ô đen xanh L, vỏ xanh đỏ nè, màu xanh L nè. Giỡn hoài ghi đi mấy má. Nguyễn Châu màu đen, màu xanh, màu xanh L nè. Nguyễn Toàn màu đen, màu xanh L nè. Trang không kịp là tự mở tin nhắn ra coi ghi nha. Tự mở comment tự ghi vô nha má. Ghi số điện thoại là đầy đủ vậy để xuất đơn cho tôi á. Xuất đơn trừ lương á. Ai hả? Chị trừ lương đó. Út Võ màu xanh, màu đen nè. Chị Út xanh đen. Chị Út xanh đen. Lệ Phạm Lệ Phan và Lệ Phạm bật bậy bạ. Đỏ xanh nó lộn mất công chịu trên Facebook. Phan Linh màu xanh nè, màu xanh L nha. Chị Tiến màu đen L, 1m65kg XL nha chị, 1m665kg XL. Nhung này mắc lắm, mua phải tầm giá từ 700 ngàn trở lên. Đúng rồi, hồi trước là bán 700 ngàn trở lên. Hồi xưa là chị nào mua Nhung của em là biết rất là nhiều chị luôn. Đặc biệt là Quảng Châu nha, Quảng Châu nhập về bán tầm tiền triệu thôi. Hàng Quảng Châu dễ sợ lắm. Nhung mắc lắm chứ nó không có rẻ được. Cho nên là cái giá này 245 nói thiệt cho mấy chị là một cái sự đúng nghĩa giá tri ân. Đúng nghĩa là giá tri ân á, chứ còn không bao giờ có cái giá này đâu. Hứa luôn, hứa luôn không bao giờ có cái giá nào mà dày được trơn. Giá này là quá sức, là xuất sắc luôn á. Thu Mai màu xanh nè, L nè. Phì Dương Trần xanh đen XL nè. Nguyễn Lan đỏ, Nguyễn Phượng đỏ XL nè. Đó, chị Nguyễn Phượng, Phượng Nguyễn là cha số điện thoại chứ không là bệnh luôn á. Em ghi xong, em ghi làm bệnh luôn. Lê Anh màu đen XL nè. Kim Nha Trần đen XL nè. Tomiro Naki Kudo đỏ xanh, xanh L nè. Trời ơi, tên ghi cái tên dài vậy. Tomiro Naki Kudo. Ghi Tomiro được rồi. Mà chị Nguyên ghi thế á. Chị Nguyên đọc mà chết luôn á. Bây giờ tại vì ghi tên cho tao phải đọc rồi. Chịu mày. Nguyệt Nguyễn màu đen XL nè. Chị Đương Đại màu đen XL nè. Đương Đại là hiện tại luôn á. Chị là hiện tại. Chị Đương Đại là chị ở hiện tại chứ chị không phải ở tương lai. Chị cũng không phải ở quá khứ luôn.